Xin chào anh em, rất nhanh sau khi Nvidia giới thiệu cái dòng GTX 16 Super thì hôm nay mình đã mượn được một cái chiếc 1660 Super. Cái chiếc card này thì là của MSI làm và nó thuộc cái dòng gaming. Nvidia thì hầu như không có làm những cái phiên bản Founder Edition cho cái dòng GTX 16. Và hôm nay thì mình sẽ mở hộp, mình giới thiệu cho anh em sơ lược của chiếc card này cũng như là test nhanh về cái hiệu năng của cái dòng 1660 Super này. Đó giờ thì mình vẫn hay ở trên tay và giới thiệu với anh em những cái card Founder Edition của Nvidia nhiều hơn. Và bản thân mình thì cũng thích những cái phiên bản bếp ga bởi vì cái thiết kế của nó rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ xem qua một cái chiếc card của OEM như là MSI. Nó có khác gì không thì Nvidia thì thường cũng chỉ cho thêm một cái sợi jack adapter chuyển đổi thôi. Còn lại giấy tờ thì hầu như không có. Có một cái hướng dẫn sử dụng rất là vui. Vẽ hoạt hình, cái con rồng của MSI nó hướng dẫn cho chúng ta lắp như thế nào, cắm dây, cắm cáp ra làm sao và cũng như là hướng dẫn cài đặt. Đây là mình thấy một cái tính năng, một cái thứ cũng thú vị trên cái dòng card này. Thì đây là cái chiếc card MSI Gaming 1660 Super. Thiết kế của nó mình thấy cũng rất là hầm hố, rất là đẹp. Và hầu như các hãng làm OEM thì đều cố gắng đưa những cái thiết kế độc đáo nhất, lạ mắt nhất trên những cái dòng card của mình. Thì mình nói sơ qua về những cái chiếc card OEM như là cái chiếc Gaming 1660 Super này. Cá nhân mình thì mình vẫn khuyên anh em nên mua những cái phiên bản OEM hơn thay vì là cái phiên bản Founder Edition, bởi vì mình sử dụng qua khá là nhiều phiên bản Founder Edition và mình nhận thấy là nó chỉ là một cái phiên bản tham chiếu mà thôi. Cái khả năng tản nhiệt của nó cũng như là cái hiệu năng của nó chưa chắc bằng những cái phiên bản OEM thế này. Thì bởi vì mỗi cái nhà sản xuất như là MSI, ASUS hay là Gigabyte, người ta sẽ có những cái giải pháp tản nhiệt riêng cũng như là người ta có thể tinh chỉnh tối ưu với con GPU bên trong chiếc card này để khiến nó mạnh hơn, đạt được cái hiệu năng mong muốn. Thì như cái phiên bản Gaming 1660 Super này thì anh em có thể thấy là nó có thiết kế hai quạt, thiết kế tản nhiệt dạng Open Air. Và hai quạt này thì là công nghệ Top Fan 3.0 nè. Hệ thống tản nhiệt này là gọi là Twin Frost thế hệ 7 nè. Đó, nói chung là những cái thứ rất là đặc trưng của MSI rồi. Nvidia định hướng cái dòng card này sẽ nằm ở cái phân khúc giá khoảng đâu là dưới 250 đô. Tuy nhiên thì mình thấy cái phiên bản này bán ở Việt Nam thì nó có giá khoảng 7 triệu mấy rồi, 7 triệu mấy, 8 triệu. Mình hy vọng trong thời gian tới thì sẽ có những cái giải pháp rẻ hơn. Chiếc card này thì cũng khá là đáng đồng tiền về cái thiết kế, thì chưa nói tới hiệu năng nha, về cái hoàn thiện của nó thì cũng khá là đáng. Backplate bằng kim loại rất là dày nè. Đó, cũng... Phía sau thì chúng ta sẽ có các cái cổng kết nối chẳng hạn như là ba cổng DisplayPort và một cái cổng HDMI, như vậy là có thể trình xuất ra khá là nhiều màn hình. Cũng có đèn RGB luôn, đèn Mystic Light của MSI. Thì mình cũng sẽ nói qua chút xíu về cái con GPU bên trong cái chiếc card này. Thì cái phiên bản 1660 Super nó về cơ bản nó không có nhiều những cái cải tiến như là cái phiên bản 1650 Super. Đó, trên cái phiên bản 1650 Super thì Nvidia đã thay luôn cả GPU cũng như là bổ sung cái bộ nhớ GDDR6 cho nó. Thì ở trên phiên bản này thì Nvidia vẫn giữ lại cái con TU16300, tức là tương tự như là 1660, nhưng thay đổi cái bộ nhớ VRAM, tức là chuyển sang dùng GDDR6 với cái băng thông lớn hơn. Thì mình xin nói chút xíu về cái băng thông, thì cái bộ nhớ GDDR6 nó có cái lợi thế lớn hơn so với GDDR5, đó là cái tốc độ của nó. Và đi kèm với cái độ rộng bus trên con GPU này là 192 bit, thì cái băng thông của nó bây giờ đã lên tới là 336 GB/s. Thì nó lớn hơn rất nhiều lần so với cái băng thông của GDDR5, tức là 192 GB/s. Thì cái băng thông lớn nó mang lại rất là nhiều lợi thế khi chúng ta chơi game, đặc biệt là những cái tựa game mà đòi hỏi cái năng lực xử lý nhiều. Còn về cái thiết lập của con GPU này về bản chất thì nó vẫn là tiêu 16300 và nó vẫn có chừng đó cái nhân CUDA, cũng có chừng đó cái nhân xử lý texture và ROP y chang, không khác gì hết. Nhưng có một điều mà chúng ta có thể kỳ vọng trên cái phiên bản này, đó là Nvidia đã nâng cái mức TDP của nó lên là 125W. Đó, nó cao hơn 5W so với cái phiên bản 1660 không có Super. Thành ra thì với cái TDP cao hơn thì có thể kỳ vọng cái con GPU trên cái chiếc card này nó sẽ có thể đạt được cái xung nhập nó cao hơn so với cái mức xung boot mà Nvidia đưa ra công bố là khoảng đâu là 1700 1800. Thì cái chiếc card này vẫn dùng cái cổng 8 pin, nó không có thay đổi về cái nguồn điện. Đó, thì bây giờ mình sẽ gắn cái card này vào trong cái dàn máy của mình. Hiện tại dàn máy của mình đang chạy con Core i9-9900K đã OC 5GB trên toàn nhân, 16GB RAM. Và test một số cái game cho anh em xem ha. Cái tựa game đầu tiên mình sẽ test với cái chiếc 1660 Super này, đó là cái tựa game PUBG. Thì một tựa game mà mình nghĩ những anh em mà mua cái chiếc card này ở cái phân khúc này thường hay chơi và nhu cầu rất lớn đối với PUBG. Thì ở đây mình sẽ mở cái training
để mình test nhanh về khung hình. Mình cố tình mình mở những cái thông số này thật to để anh em có thể dễ dàng thấy trong cái video. Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần setting, mình chọn cấu hình cho anh em xem. Thì hiện tại mình đang test với một cái màn hình 2K, đây màn hình ViewSonic 2K. Đó, độ phân giải của nó hiện tại là 256x1440, 16:9. Và khung tỷ lệ khung hình mình đang để là Ultra nè, để tắt vision rồi nè. Đó, và không có giới hạn khung hình để xem tối đa cái khung hình của nó tới đâu. Đó, đang ở 2K và đồ họa Ultra thì có thể thấy là mình vẫn chơi được ở trên 60fps và cái chiếc card này cũng đang rất là mát, 64 độ C, tải 99%, và cái xung nhịp của nó hiện tại là 1905 rồi. Như vậy là nó cái xung nhịp của nó cao hơn rất là nhiều so với khoảng 100 mấy, so với cái mức xung boost mà Nvidia đưa ra. Ok, mình lại thử một cái súng khác để mình xem đó, khi mà anh em lia như thế nào. Và cái màn hình của mình thì chủ yếu để là dùng để làm việc nhiều hơn là chơi game. Mình cũng chỉ chơi mấy cái tựa game mà trải nghiệm là chính thôi, không có quá cạnh tranh như là những cái tựa game như PUBG như thế này. Tuy nhiên vẫn còn cần phải có trong máy để mà có thể test cho anh em được. Đó, thì anh em thấy là cái khung hình nó cũng khá là ổn định ở cái mức sấp xỉ 60fps đó. Thường là trên 60fps nhưng mà trong một số cảnh thì anh em thấy nhiều nãy nó có thể tụt xuống dưới 60fps. Như vậy thì chúng ta chỉ việc gọi là giảm cái đồ họa xuống một chút xíu nữa, chẳng hạn như xuống mức 2 đi. Vâng, bây giờ khung hình lúc này đã là trên 90fps rồi. Thì mình nghĩ là nếu như mà anh em đang sử dụng những cái màn hình mà có tốc độ quét như là 120Hz hay là 144Hz thì với cái tựa game này ở cái độ phân giải Full HD thì mình nghĩ nó sẽ có thể mang lại khung hình rất cao và anh em có thể khóa cái khung hình lại, chúng ta chơi rất là mượt mà. Đó. Còn đây mình chỉ demo cho anh em xem để thấy được cái cảnh nó mạnh ra làm sao với một cái tựa game như là PUBG. Vốn là không có được đánh giá cao về cái chuyện gọi là tối ưu về khung hình cũng như là nó vẫn dùng cái DirectX 11 đó. Rồi, tiếp theo là một cái tựa game mà cũng khá là hay, khá là mình chơi hàng ngày, đó là Division 2. Đây là một cái tựa game mà DirectX 12, anh em có thể thấy trong cái thông báo đây nè. Đó, D3D12 nè, đó, còn nãy là D3D11. Đó, cho anh em biết được là cái tựa game này đang dùng cái API nào. Thì ở đây mình đang cho nó chạy ở cái thiết lập vẫn là 2K đồ họa, thì chúng ta sẽ chọn Ultra và chúng ta sẽ tắt cái vision đi thì nó sẽ thành custom, vẫn là Ultra chỉ là khác cái vision thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào game và xem cái khung hình như thế nào ha. Thực tế thì khi lúc đầu mà mình chiếc cạnh này về thì mình không nghĩ rằng nó sẽ có thể chơi được những cái tựa game 3A, những cái tựa game đồ họa nặng, game mới hiện tại ở cái đồ họa cao và ở cái độ phân giải tới 2K. Tuy nhiên thì nó lại khiến mình rất là ngạc nhiên, bởi vì hầu hết những cái tựa game mà mình hay chơi thì vẫn có thể chơi được ở 2K với cái đồ họa từ mức medium tới 2 đó. Thì khác với cái PUBG hồi nãy này thấy đó, 2K và đồ họa Ultra nó sẽ bắt đầu làm khó cả này ngay, bởi vì khung hình bây giờ chúng ta chỉ có ở vào khoảng 40 mấy thôi. Thì để mà chơi được mượt mà mỗi game bắn súng góc nhìn thứ ba thế này, chúng ta cần phải giảm xuống làm sao cho nó được ở trên 60. Đó, mình sẽ chuyển sang 2 nè. Tắt cái vision đi. Đó, như vậy là ở 2 thì cái card này hoàn toàn có thể kéo được trên 60. Đó, đồ họa vẫn rất là đẹp. Division 2 cũng giống như nhiều cái tựa game mà của Ubisoft, thiên hướng vẫn là đi làm nhiệm vụ và đi trong một cái không gian rất là mở, tương tác rất là nhiều và đồ họa rất là chi tiết. Như vậy là 2K hoàn toàn kéo được ở trên 60fps thì mình nghĩ cái card này không phải dạng vừa đâu. Bởi vì trước đó mình có xài một cái con 1080 đời cũ và cái game này chơi ở 2K rất là cực nha. Một phần là do kiến trúc Pascal nó không có mạnh về những cái tựa game, xử lý những cái tựa game DirectX 12 như thế này. Bây giờ mình sẽ thử tiếp một cái tựa game nữa rất là mới, có Recon Breakpoint, một tựa game vừa mới ra lò của Tom Clancy. Tuy nhiên thì có vẻ như đây là một cái bom xịt trong cái làng game 3 năm nay, về cách chơi của nó và cũng như là những cái chế độ chơi nó vẫn chưa có gì đó quá đặc sắc. Tuy nhiên thì mình vẫn thiên về trải nghiệm game, thành ra mình chơi, mình xem cái cốt truyện là chính. Và đây là cái game Breakpoint, và cái điều mình thấy là cái tựa game này gần như là Ubisoft vẫn phát triển nó dựa trên cái engine của cái Wildland, thành ra là nó vẫn dùng DirectX 11 và mình đang cho nó chơi ở độ phân giải Full HD thôi. Thì cái khung hình bây giờ đang là rất là cao, Full HD, và đồ họa đang là 2.
Đó, thì như vậy nếu anh em trải nghiệm tự game này ở Full HD V2 thì chúng ta có khung hình trên 90fps. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ chuyển sang thử cái đồ họa cao hơn xem. Đó là phân giải 2K nè. Và giữ luôn cái mức 2 này xem như thế nào. Nó sẽ đúng cái đồ họa này, cái phân giải native của cái màn hình này. Và lúc này thì chúng ta sẽ có khung hình cũng rất là khá, nó cũng vẫn ở khoảng 7 mấy. Thì Breakpoint vẫn là một cái tựa game hành động góc nhìn thứ ba và cái thế giới mở đồ họa rất là thực. Đó, thì cái phần game này thì Ubisoft đã tập trung vào đồ họa rất nhiều. Hãng thậm chí còn nói là không có cây nào giống cái cây nào, nhưng mà thực ra thì nó hơi quá. Như đó đã đủ nói lên cái độ chi tiết của cái game này. Và với cái sức mạnh của cái chiếc GTX 1660 Super này thì chúng ta có thể chơi tựa game này ở 2K đồ họa 2, khung hình ở 60fps rất là ngon lành. Ánh sáng nè, độ bóng nè, nó có rất là nhiều hiệu ứng về vật lý. Và bản thân cái nhân vật này á, cái game này rất là thực ở chỗ là nó thể hiện rất là nhiều cái trạng thái thực tế về cái nhân vật, chẳng hạn như là vấp té hay là trượt ngã hay là mệt mỏi này kia. Nó đòi hỏi cái sự phục hồi, chứ nó không có kiểu như là chạy bất tử như là một số tựa game mà hành động mà chúng ta vẫn hay chơi. Đó, thì cái card 1660 Super này hoàn toàn thể cho phép mình chơi cái tựa game này với cái trải nghiệm rất là tốt. Thì như vậy là mình đã test nhanh cho anh em về cái hiệu năng của cái 1660 Super. Thì anh em thấy đó, cái chiếc card này nó dù nó ở phân khúc gọi là phổ thông và nhiệm vụ của nó là mang lại cái giải pháp gọi là nâng cấp giá mềm cho những ai đang sử dụng cái dòng 10 series cũ, tức là GTX 10 series cũ. Nhưng mà cái sức mạnh của nó thì rất là đáng chú ý. Mình sẽ test pen luôn cho anh em về cái footmark này, cho anh em xem về cái nhiệt độ cũng như là về cái xung nhiệt tối đa của nó. Thì như này thấy là cái trần TDP của nó bây giờ đã là 125W và thành ra cái xung của nó rất là cao, 1890MHz và thậm chí có thể lên tới 1900 trong một số trường hợp. Đó, trong khi đó thì cái nhiệt độ của chiếc card này rất là mát. Mình không biết rằng những cái phiên bản OEM khác như thế nào, tuy nhiên là phiên bản gaming 1060 Super của MSI đang làm rất tốt cái chuyện là giữ cho chiếc card này ở cái mức nhiệt độ mát mẻ, rất lý tưởng để mà hoạt động, tức là nó ở vào khoảng đâu 65 độ C thôi. Như vậy thì sau những cái bài test về game thì anh em thấy đó, cái dòng card 1660 Super này nó lại một lần nữa khiến chúng ta hoang mang, bởi vì cái hiệu năng mà nó mang lại cũng rất là lớn và trong khi cái mức giá bỏ ra thì nó cũng hợp lý. Có thể so sánh thì nó cũng ngang tương đương với lại 1070 của thế hệ Pascal cách đây khoảng 2 năm. Đó thì anh em thấy đó, bây giờ trong khi cái mức giá của nó thì nó rẻ rất là nhiều rồi, chưa tới 10 triệu, nó ở dưới khúc 10 triệu. Vậy Nvidia nói là sẽ có những cái giải pháp nó còn rẻ hơn nữa, vẫn dùng 1660 Super nhưng mà rẻ hơn nữa, thì mình nghĩ đây là một cái chiếc card về price và performance, về giá trên cái hiệu năng rất là tuyệt vời. Một cái điểm nữa mình rất là thích kể từ khi mà Nvidia nâng cấp cái dòng Super đó là tất cả các cái phiên bản Super đều chạy rất là mát, mát hơn rất nhiều so với những cái phiên bản không Super trước đó. Và hiệu năng cũng tốt hơn, cái TDP dù cao hơn mà vẫn mát hơn và điện năng tiêu thụ thì gần như không thay đổi. Thì đó là những cái điều mà mình đặc biệt chú ý trên cái dòng card này. Và anh em nghĩ sao về cái phiên bản 1660 Super này thì comment ở ngay bên dưới nha. Còn mình là Khoa Đinh đến từ Tinh Tế.vn. Hẹn em trong những video tới.